gãy luôn rồi các bạn ơi. Bà chị à. Thấp quá, mà bữa tôi chạy ngoài cao tốc tôi chạy nhanh quá, chạy nhanh quá cái nó dấp vô cái gì nhẹ nó bể luôn. Mà mua sẵn rồi, 110 đồng, 110 đồng. Cái này nó bằng nhựa thôi chứ nó không phải bằng carbon. Carbon thì nó mắc lắm, mà carbon là càng dễ bể nữa, nó cứng lắm, cho nên mà chạy nhanh là nó bể, bể liền à. Nè, gãy ngay đây, hàng chi nó cong cong ngay chỗ này nè. Rồi chạy cái nó bứt luôn. Các bạn thấy không? Có nhiều khi mình xuống từ trong nhà ra đó. Dạ không, cái này em chạy phi quay mới bị á. Chứ trong nhà em chạy chậm đâu quý vị. Ra phi quay quất quá cái nó dấp chỗ nào không nhớ, làm cành rồi. Rồi. Xong. Mày dục đâu anh? Rồi. Cứ lâu lâu là cứ một vài tháng cứ thay một miếng. À, miếng này miếng mới nè. Mấy cái này mình order trên eBay á. Ba ở bên đây là cứ cần gì cứ vô eBay, Amazon là phát một bấm cái cạch rồi về tới tận nhà luôn. Khỏi đi đâu chứ mất công. Tôi định đổ cái bô vô nó mà mắc quá, gần 3.000 đô cái đô cái bô là thôi. Dạ. Tự xe nó thấp quá. Ừ. Nó dục ra ngoài phải không? Ờ đó 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 đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi đúng rồi đó. Thank you.
Khắp thế giới mà. Anh nói mình quay cái clip vừa rồi là bên Việt Nam biết ảnh luôn. Rồi, quá đẹp. Rồi, ok. Thôi, giữ luôn anh, giữ luôn. Rồi, vài tháng cứ ra tiếp một lần nha. Dạ. Chìa khóa xe luôn nha. Okay.